Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng bơm 2 triệu tỷ, đại gia ngập mặt, dân nghèo vẫn đói mèo. Chiều ngày 5 tháng 1 tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% nếu tính trên cơ sở dư nợ hiện nay khoảng 13,5 triệu tỷ đồng, sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế. Đảng đang cố bơm tiền thì ai hưởng đây? 2 triệu tỷ tương đương với 83 tỷ đô la Mỹ, một con số rất lớn. Vào năm 2023, tình trạng doanh nghiệp Việt Nam khốn đốn và nền kinh tế trì trệ thể hiện rất rõ. Doanh nghiệp giải thể đến vài trăm ngàn, công nhân thất nghiệp, không có việc làm đến nơi và mất việc hàng triệu người. Tình hình kinh doanh tại các khu chợ truyền thống, siêu thị vô cùng ảm đạm. Ngay cả tháng giáp Tết này vốn là dịp mà các doanh nghiệp tiểu thương hoạt động mạnh nhất, nhưng nay lại rất điều hưu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết đang rất thận trọng, không dám nhập và trữ hàng vì sức mua năm nay yếu hơn hẳn. Mặt bằng kinh doanh bị trả lại hàng loạt, người cho thuê bỏ nhà hoang, người thuê thì làm ăn ế ẩm nên phải trả lại. Phố phường cũng điều hưu, dự báo cho một cái Tết không vui cho rất nhiều người. Trong tình hình kinh tế như vậy, việc bơm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng là điều cần thiết, quốc gia nào cũng sẽ làm tương tự. Tuy nhiên, việc bơm tiền vào nền kinh tế thì phải lựa chọn cách bơm như thế nào để cho có hiệu quả, để kích thích nền kinh tế và quan trọng nhất là đừng để số tiền đó rơi vào tay những đại gia thuộc các nhóm lợi ích, còn người dân nghèo thì vẫn chẳng được hưởng cái gì. Nếu cứ để tình trạng các chính sách nhà nước chỉ làm lợi cho một nhóm nhỏ, thì có bơm bao nhiêu tiền cũng chỉ khiến chênh lệch giàu nghèo ngày thêm lớn hơn, làm tăng bất công xã hội. Hồi tháng 9 năm 2023, khi ông Thavinj đắc cử Thủ tướng Thái Lan, ông đã thực hiện lời hứa là chi 560 tỷ bạt tương đương 16 tỷ đô la cho 55 triệu người trưởng thành trong 6 tháng để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư trong nước. Thủ tướng của Thái Lan Thaksin công bố các biện pháp kích thích kinh tế bằng cách phát tiền cho dân trước Quốc hội nước này vào ngày 11 tháng 9 năm 2023. Đây cũng là cách bơm tiền của chính phủ Thái Lan, tuy nhiên điểm khác biệt là Thái Lan phát tiền cho dân để dân tiêu xài, từ đó kích thích nền kinh tế. Số tiền này đều chảy vào tay người dân, không ai được phép dùng đặc quyền, đặc lợi để gom phần lớn vào tay mình. Bơm tiền như thế thì sẽ thực hiện được công bằng xã hội, thay vì đẩy thêm bất công xã hội nếu bơm tiền theo kiểu của Việt Nam. Thực tế, việc bơm 2 triệu tỷ này chủ yếu là những doanh nghiệp thân hữu được hưởng, mà những doanh nghiệp thân hữu tại Việt Nam thường là những kẻ chỉ biết phá nát nền kinh tế, gây mất cân bằng xã hội và đẩy bất công xã hội ngày một lên cao. Đứng sau lưng là những quan chức cấp cao của Đảng. Ở Việt Nam, chính những doanh nghiệp bất động sản, những doanh nghiệp được nhà nước cứu hết lần này đến lần khác đã đẩy giá bất động sản vượt quá xa khả năng của người dân, gây mất cân bằng cho xã hội. Người có nhu cầu thì không thể đủ tiền mua nhà, trong khi nhà do doanh nghiệp xây ra không ai mua hoặc mua không phải để ở nên tạo ra các đô thị ma. Rồi đến khi những doanh nghiệp này lâm nguy lại la toáng lên đòi nhà nước giải cứu. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không chia đều 2 triệu tỷ để phát cho dân như Thái Lan? Đảng vẫn hô hào là nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân kia mà. Sao lại để cho người dân đói mèo giàu đến như thế? Đơn giản, Đảng chỉ hô vì dân trên khẩu hiệu, còn thực tế Đảng chỉ vì Đảng, vì đảng viên và vì các thân hữu của họ, chứ chẳng vì dân nào cả. Đảng luôn coi dân là nguồn lợi để mà khai thác, không bao giờ Đảng lại bơm cho dân nghèo. Thực tế, Đảng của ông Trọng chưa bao giờ vì dân như ông vẫn hay hô hào. Câu hỏi đặt ra là tại sao Đảng không bơm tiền vào nền kinh tế bằng cách phát tiền cho người dân mà lại hạ lãi suất cho vay? Dân mình khá đông, nếu phát tiền cho dân thì cũng không đủ để mua đất nên họ sẽ đem đi chi tiêu, như thế sẽ giúp kích thích kinh tế, đồng thời tránh được việc thổi giá bất động sản lên cao. Nếu cho vay thì người giàu sẽ hưởng lợi vì vốn rẻ để đầu cơ. Ngoài ra, như thành phố Hồ Chí Minh, nếu gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn nhà nước thì tại sao không miễn thuế cho dân? Thay vì thu thuế nộp ngân sách rồi lại lấy tiền đó bơm vào thị trường thì miễn giảm thuế luôn cho dân,
đồng thời tiền dự định dùng để bơm vào thị trường thì giữ cho ngân sách có hay hơn hay không. Nhưng không, nhà nước không làm như vậy, họ chỉ muốn làm sao cho những kẻ thân hữu được hưởng lợi, còn dân nghèo thì cứ mơ đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đảng bơm 2 triệu tỷ, đại gia ngập mặt, dân nghèo vẫn đói mèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Hoàng Quốc Vượng là đường dẫn hay chốt chặn trước nhà Trần Tuấn Anh đây? Vào ngày 2 tháng 1, ông Tô Lâm đã cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt giam ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Được biết, ông Hoàng Quốc Vượng có 2 lần làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, lần đầu làm từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2012 dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Lần thứ nhì, ông Vượng làm Thứ trưởng là dưới thời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, giai đoạn 2015-2020. Sai phạm của ông Vượng được xác định là xảy ra dưới thời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ông Hoàng Quốc Vượng, cấp phó của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương, đã bị bắt giữ. Xen giữa hai lần làm Thứ trưởng Bộ Công Thương là giai đoạn ông này làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, viết tắt là EVN. Thông tin từ nội bộ cho biết, khi làm Chủ tịch EVN, ông Hoàng Quốc Vượng đã nắm mọi mánh khóe trục lợi và mang mánh khóe đó về Bộ Công Thương tư vấn cho Trần Tuấn Anh, làm ra các chính sách có lợi cho nhóm lợi ích điện lực. Thời kỳ Hoàng Quốc Vượng làm Chủ tịch EVN thì Dương Quang Thành là cấp phó hỗ trợ đắc lực cho ông Vượng. Sau khi rời EVN về Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng đề xuất Dương Quang Thành lên thay. Cặp đôi này phối hợp rất ăn ý. Tại Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng tư vấn cho Trần Tuấn Anh ra chính sách về điện ở bên dưới với tư cách là Chủ tịch EVN, Dương Quang Thành trục lợi từ những chính sách đó rồi cùng nhau chia chác với số tiền khổng lồ. Theo kết luận Thanh tra Chính phủ công bố vào 27 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã có rất nhiều khuyết điểm vi phạm trong tham mưu triển khai thực hiện quyết định số 11/2017 về phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời, quyết định 13/2020 với cơ chế khuyến khích giá ưu đãi cho điện mặt trời. Trước ông Hoàng Quốc Vượng, ông Đỗ Thắng Hải, từng là cấp phó của ông Trần Tuấn Anh, cũng đã bị bắt. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, ông Trần Cẩm Tú nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng đã cho lên thớt rất nhiều nhân vật lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Dương Quang Thành, cựu Chủ tịch EVN, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và một số nhân vật khác. Cho đến nay, Bộ Chính trị chưa chính thức kỷ luật. Tuy nhiên, một khi Trần Cẩm Tú đã lên danh sách đệ trình Bộ Chính trị, thì trước sau gì những người này cũng sẽ bị kỷ luật. Nhưng chưa biết mức án kỷ luật dành cho họ cao thấp đến đâu. Cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Tô Lâm bắt Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng, và đây là những quan chức cấp trung. Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu rằng việc bắt ông Đỗ Thắng Hải và ông Hoàng Quốc Vượng có phải là bước chuẩn bị để tiến tới nhà Trần Tuấn Anh hay không? Quốc Vượng có phải là bước chuẩn bị và đây là tín hiệu đã được tung ra, hay chỉ bắt đến cấp thứ trưởng rồi lại dừng lại? Bởi thực tế ông Trọng đang chống tham nhũng có vùng cấm, nên dư luận thắc mắc ông Trần Tuấn Anh có phải là vùng cấm mới hay không. Cả hai cấp phó đều bị bắt, ông Trần Tuấn Anh không thể vô can. Vào năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật Đinh Tiến Dũng, bí thư Hà Nội, do những sai phạm thời ông này làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trọng vẫn để ông Đinh Tiến Dũng ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội mà không mạnh tay như ông đã từng làm với Đinh La Thăng. Không rõ ông Trọng sẽ mạnh tay hay nương tay với Trần Tuấn Anh đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem, nếu hốt hết những người đã dính sai phạm trong vụ EVN, phải hốt từ Chính phủ đến Trần Tuấn Anh,
rồi hốt xuống cấp dưới chứ không thể chỉ dừng ở cấp thứ trưởng. Bởi mọi sai phạm đều phải quy cho cấp trưởng chứ không thể đổ tội hết cho cấp phó. Cấp phó chỉ là kẻ tham mưu và thừa hành, không phải là người quyết định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hoàng Quốc Vượng là đường dẫn hay chốt chặn trước nhà Trần Tuấn Anh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.